Tại Thanh Hóa, trên 80% diện tích lúa xuân đã trổ bông. Đây là giai đoạn dày nâu, dày lưng trắng phát triển với mật độ nhanh nhất, gây hại nhiều nhất. Nếu người nông dân không phát hiện, phòng trừ kịp thời, sẽ phát sinh thành dịch, ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng vụ xuân. Tại huyện Quảng Xương, trên 85% lúa xuân đã trổ bông, chín sữa. Tuy nhiên, tại một số xã như Quảng Ngọc, Quảng Bình, Quảng Hợp, đã xuất hiện dày nâu, dày lưng trắng, gây hại lúa xuân với mật độ trung bình từ 400 đến 500 con trên 1 mét vuông, mật độ cao trên 3.000 con trên 1 mét vuông. Dày nâu, dày lưng trắng đã xuất hiện, tuy nhiên là mật độ chưa cao, nhưng bà con cũng không được chủ quan, cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, bám sát đồng ruộng, và khi mật độ đến ngưỡng thì cần phun theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách ạ. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối vụ, điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ với mưa sẽ tạo điều kiện để sâu bệnh phát triển. Nguy cơ số 1 là dày nâu, dày lưng trắng lứa 3 bùng phát, cộng với dày lứa 2 phát sinh với mật độ rất nhanh, gây hại trên lúa ở giai đoạn chắc xanh chín sữa. Chúng ta dùng thuốc thì không nên dùng liên tục một loại thuốc. Nếu như mật độ áp lực dày nó quá lớn thì lần này chúng ta dùng thuốc A thì lần sau chúng ta phải thay thuốc B để chúng ta tránh cái hiện tượng coi như là nó bị cái gọi là nhờn thuốc hay là kháng thuốc, chống thuốc. Để bảo vệ lúa xuân cuối vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương tập trung phòng chống dày nâu. Khi dày xuất hiện cục bộ với mật độ cao tại diện tích lúa chín trên 80%, bà con cần thu hoạch ngay để tránh ảnh hưởng đến năng suất cả vụ.